Trong những ngày vừa qua, Hội An là một trong những địa điểm phải tiến hành cách ly xã hội sau khi ghi nhận các ca dương tính. Tuy nhiên, mới đây, trên mạng xã hội xôn xao chia sẻ bài viết của một người phụ nữ vẫn thản nhiên đăng tải bài viết với nội dung tìm phương tiện để rời khỏi Hội An về Hà Nội, bất chấp quy định cách ly và phong tỏa tại đây. Bài viết ngay sau đó đã khiến cộng đồng mạng phản đối dữ dội bởi hành vi bất chấp quy định cách ly của người phụ nữ trong lúc tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Hội An. Theo nội dung bài viết, người này và hai cháu ngoại đang mắc kẹt tại Hội An và mong muốn tìm một ô tô để chở ra sân bay Chu Lai hoặc chạy thẳng về Hà Nội. Ngay sau khi đăng tải bài viết, cư dân mạng đã không khỏi bức xúc phẫn nộ trước hành vi của người phụ nữ. Cộng đồng mạng đã đồng loạt bày tỏ ý kiến bức xúc, cho rằng hành vi của chị là cực kỳ thiếu ý thức khi bất chấp quy định cách ly xã hội của thành phố. Điều đáng nói ở đây, vài ngày trước đó, trên trang cá nhân của người phụ nữ này đã đăng tải dòng trạng thái thoải mái ăn chơi sau khi Đà Nẵng công bố các ca nhiễm COVID-19 của giai đoạn 2 với thái độ thách thức. Hiện người phụ nữ đã xóa bài đăng của mình trên mạng xã hội, tuy nhiên cộng đồng mạng vẫn không khỏi bức xúc trước hành vi của người phụ nữ.